cái hố này có bao nhiêu bông? Trong hố này có 9.375 bông mà nó ăn mất 785 bông, vậy thì là còn bao nhiêu? Với hơn 20 khoa học khác nhau giúp con giỏi toàn diện. Hai. Phải lấy. Không thể để tên bắt nạt hoành hành như thế này được. Mình phải có cái. Tên bắt nạt kia có giỏi thì thi đấu ăn cây xương rồng với tôi. Nếu mà không ăn được sẽ là kẻ yếu nhất. Chơi không? Chơi chơi. Chơi. Cà rốt ăn xương rồng có mà. Say what? Sợ cái gì mà sợ? Bà cũng ăn. Ôi, cái xương rồng đáng ghét. Mua nha. Khóa học đang được giảm giá chỉ còn 50.000 thôi. Mẹ ơi, mẹ cho con mua khóa học này của Kidora nha. Ok.